tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Chuyện Biên Dịch Hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường sinh chương 498 Cổ thành trong núi Đi về phía bắc 200 dặm Đám người trường sinh rời khỏi quan đạo Đổi đường đông bắc Hướng đi bất hàm sơn Là từ đông bắc tới tây nam Mạch đuôi Ở vào phương hướng đông bắc của thẩm châu Mới đầu còn có thể chứng kiến thôn xóm Và người qua lại Sau đó Con đường càng ngày càng hẹp người đi dọc đường cũng càng ngày càng ít. Lúc chạm vạng tối, chúng nhân tiến vào bất hàm sơn mạch, thơm sơn rừng rậm, mịt mù không có người ở. Đến được lúc này, tấm tơ lụa địa đồ của Ni Tăng Thiên Diệp liền phát huy tác dụng. Phía trên rõ ràng đánh dấu đường đi hướng về phía khu vực của Tiểu Ngưu. Trong núi sâu vốn là không có đường. Nhưng rừng cây bất hàm sơn Cùng với rừng cây nơi khác Là có khác nhau rất lớn Cây cối dị thường cao to Đều là những đại thụ Kích thước mấy người ôm Ở giữa các cây Cự ly cũng rất lớn Mà tán cây cực lớn Cũng che đậy ánh nắng mặt trời Khuyết thiếu ánh mặt trời chiếu xạ Những cây nhỏ cùng bụi gai phía dưới Liền khó có thể sinh trưởng Vì vậy Chúng nhân có thể điều khiển tọa kỵ ở dưới cây ung dung đi xuyên. Lên núi không lâu, mặt trời liền xuống núi. Phía dưới rừng đen kịt một mảnh. Cũng may tất cả mọi người đều có khả năng nhìn ban đêm, vẫn cứ theo phía trước lao nhanh rục ngựa. Lúc này đã là mùa xuân, địa khu Trung Nguyên nhiệt độ cũng bắt đầu ấm lên, nhưng khu vực Đông Bắc nhiệt độ vẫn thấp như trước có chút địa phương âm u ưa tối Thậm chí còn có tuyết động không có hòa tan Dọc đường Ở thời điểm đi qua một chỗ tuyết động Đất trũng dưới nhất xiết dây cường xuống ngựa Kiểm tra máu ngựa in ở trên mặt tuyết Phía trước lên núi có 8 con ngựa Có một thớt đi mà quay lại Chắc hẳn chính là nữ giặc hoa giả mạo ta Trường sinh nhẹ gần đầu Tử khí cao thủ mặc dù có thể lăng không phi hành, nhưng chạy nhanh một đoạn đường dài vẫn là cần ngựa làm cước lực. Nếu như dưới nhất kiểm tra không sai, lúc này hẳn là còn có 7 tên giặc hoa ở trên núi đang đợi chờ. Sau khi kiểm tra máu ngựa, chúng nhân lại lần nữa khởi hành lên đường. Mặc dù lúc này đã trải qua kinh chập, tức là vào ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 3, nhưng nhiệt độ nơi này vẫn rất thấp. Xa trùng ngủ đông Đại bộ phận còn chưa có xuất động Vì vậy trong rừng Cũng không có tiếng kêu vang của côn trùng Chỉ là ngẫu nhiên sẽ Truyền đến tiếng dã thú cầm rú Long mạch diễn giải đồ phổ Là thời tiền tần hội chế Tất cả vị trí địa chi Đều có bao quát Bởi vì diện tích bao hàm quá lớn Địa đồ liền không thể tinh chuẩn Nhưng địa đồ của Ni Tan Thiên Diệp chỉ là ghi lại đường đi lên núi chỉ rất là cụ thể cũng rất tinh chuột chúng nhân phe mình căn cứ vào địa đồ ghi chép vượt qua dãy núi thời điểm canh 2 liền xâm nhập vào nội địa bất hàm sơn đại khái tính toán lúc này cách điểm đỏ đánh dấu trên địa đồ tư lụa đã không đủ trăm dặm tới gần với mục đích chúng nhân bắt đầu thả chậm tốc độ lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên trò chuyện cũng là cố hết sức hạ giọng lo lắng bay ở chỗ cao sẽ bị giặc qua chứng kiến đầu to liền thụ ý cho bạch cô nương bay thấp xuống phía dưới rừng cây lại đi thêm 50 dặm đám người trường sinh ngừng lại lúc này chúng nhân đang ở sườn núi phía đông của đỉnh núi từ nơi này có thể chứng kiến sườn núi ở phía Bắc có mơ hồ ánh lửa chấp động bởi vì cái gọi là vọng sơn bảo tử mã hai tòa lân cận đỉnh núi nhìn như rất gần kỳ thực cách nhau rất xa lại có thêm cây cối che lấp chúng nhân phe mình chỉ có thể mơ hồ chứng kiến ở sườn núi phía bắc có ánh lửa yếu ớt lại không thấy rõ chỗ đó có tình huống cụ thể như thế nào tự nhiên cũng không cách nào xác định cụ thể nhân số thấy trường sinh Nhìn chăm chú vào ánh lửa nơi xa Thật lâu không còn nói Đầu to thôi miệng hỏi Vương gia Có gì không thích hợp hay sao Nghe được đầu to đặt câu hỏi Trường sinh phục hồi lại tinh thần Thời điểm ta ở trong Tây Vực Đại Mạc Có gặp qua một trong thập nhị địa chi Là dậu kê Dậu kê cũng không phải là thân thể huyết nhục Không có linh khí tu vi nhưng dậu kê là kim khí biến thành Có thể bằng vào tự thân kim khí Để khống chế điều khiển sự vật hệ kim ở xung quanh Đầu to biết rõ trường sinh lời nói còn chưa hết Liền ngẩn mặt nhìn lên Chờ hắn tiếp tục giảng thuyết Trường sinh tiếp tục nói Bởi vì dậu kê không có linh khí tu vi Dùng linh khí phẩm dai để hình dung năng lực của nó Liền không chuẩn xác nếu như muốn dùng linh khí phẩm dai để hình dung Linh khí tu vi của dậu kê Khẳng định là còn cao hơn cả thái huyền Hơn nữa Chúng nó ở trong phạm vi nhất định Là có thể tự do hoạt động Trường sinh nói tới chỗ này Hơi dừng lại Rồi lần nữa nói ra Dậu kê có thể khống chế được khiển Hệ kim sự vật xung quanh Xỉu nghiêu tự nhiên Cũng có năng lực khống chế như vậy Hơn nữa Xỉu nghiêu ngũ hành thuộc thổ Ngũ hành Dùng thổ vi tôn Năng lực của nàng Hẳn là so với dậu kê chỉ mạnh hơn Chính diện giao phong Đám giác oa này khẳng định không phải là đối thủ của nó Ta lúc này đang nghi hoặc Đám giác oa này Làm sao lại dám coi nó không đâu vào đâu Mà nhóm lửa Nghe được lời của trường sinh Chúng nhân không lập tức tiếp lời Sau một lúc trầm mặt Đầu to Trước tiên mở miệng Có phải hay không Vị trí của bọn họ Đã vượt qua phạm vi thế lực của siêu nghiêu Trường sinh lắc đầu Căn cứ long mạch diễn giải đồ phổ Cùng với địa đồ tơ lụa Siêu nghiêu Hẳn là ở phía trước Ngoài 50 dặm Vị trí xuất hiện ánh lửa Khẳng định cũng không vượt ra ngoài Khu vực khống chế của siêu nghiêu Nói chẳng ra Chính là đám người này đang ở trên địa bàn của xỉu nghiêu Có phải hay không Là địa chi cũng không biết giặc qua Vì sao mà đến Dư nhất phòng đoán Trường sinh suy nghĩ một chút Gật đầu mở miệng Có loại khả năng này Ngũ hành tương ứng bất đồng Tính tình cũng không hoàn toàn tương đồng Ta trước đây gặp phải dậu kê Không giận mà uy Lãnh huyết hiếu sát Đây chính là đặc tính chung Của người thuộc hệ kim mà xỉu nghiêu ngũ hành thuộc thổ Người ngũ hành thuộc thổ Ngay thẳng chất phát Ổn định bình thản Không xác định được ý đồ của giặc hoa Xỉu nghiêu quả thực có khả năng Lựa chọn yên lặng cùng theo dõi kỳ biến Hiện tại như thế nào? Đầu to hỏi Chúng ta qua đi xem Trường sinh dung dây cương thúc mã Trường sinh đi trước Chúng nhân theo sau Lần này đầu to lại không điều khiển bạch cô nương mà cùng Thích Huyền Minh ngồi chung một con ngựa Có cây cối che lấp chúng nhân cũng không lo lắng Trước giờ bại lộ hành tung Mà buồn đất phía dưới Vốn là đất xốp Ngựa chạy nhanh Thì vó ngựa cũng vang lên tiếng không lớn Đến được chân núi ở phía bắc chúng nhân trở mình xuống ngựa Đi bộ lên núi Không đi bao lâu Phía trước liền xuất hiện Mảng lớn tường thành bỏ hoang mảnh tường thành này bỏ hoang đã nhiều năm, đã nghiêm trọng sụp xuống. Nhìn thấy tường thành bỏ hoang, trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây tà tá, tá mộc đã từng nói, xỉu nghiêu là ở trong một tòa cổ thành ở Bất Hàm Sơn. Hơn nữa trước kia, nó từng được dân chúng nơi đây coi như bất tử nữ thần để tiến hành cung phụng. Càng đi lên cao, các loại di tích của thành cổ càng nhiều Mặc dù đã không còn vinh quang trước đây Nhưng căn cứ đủ loại di tích còn sót lại Không khó phát hiện ra Tòa thành cổ này trước đây rất là hùng vĩ Lúc này Chúng nhân phe mình cách đống lửa ở sườn núi Đã không đủ năm dặm Trường sinh đi lên đồng thời thấp giọng nói ra Lúc này Giặc qua nơi đây đang đợi đám người trì điền đi tới chúng ta tương kế tựu kế tận lực đến gần cũng không muốn nóng lòng động thủ khi nào ta rút đao các người lúc đó liền nổi lên trường sinh nói xong bốn người tất cả đều gật đầu theo khoảng cách rút ngắn trường sinh mơ hồ chứng kiến địa phương xuất hiện ánh lửa là một chỗ khu vực bằng phẳng ở gần sườn núi nơi đó hẳn là một tòa quảng trường của thành cổ thời điểm trường sinh đi lên đã hướng dư nhất thấp giọng nói chuyện Dạy nàng một câu của Đông Doanh Lúc này Giặc Hoa đã biết hắn Biết nói Hoa ngữ Mình mở miệng Sợ là đối phương sẽ sinh nghi Để dư nhất chủ động cùng bọn hắn trao hỏi Liền có thể triệt để bỏ đi ngờ vực của đối phương Bên trong giặc hoa cũng có tử khí cao thủ Chúng nhân phe mình không có khả năng lặng yên đến gần Khi hắn tới gần Đám giặc hoa nghe được âm thanh lạ Liền mở miệng đặt câu hỏi Chẳng bằng phe mình chủ động mở miệng Ngược lại lộ ra thản nhiên Cách đống lửa tầm trăm trượng Trường sinh hướng dư nhất nhạy gần đầu Người sau hiểu ý Lươn tiếng Nói câu hoa ngữ Đại khái là chúng ta tới rồi Nghe được thanh âm của dư nhất Đống lửa bên cạnh có người lập tức nói chuyện Nói là cực khổ bên cạnh đống lửa cũng không chỉ có một người mấy người khác cũng hướng tam lăng sầm nói chuyện đại khái ý là pháp sư chỉ điền tướng quân đã đến mau mau đi trường sinh dùng hoa ngữ giả bộ thúc giục trường sinh nói xong liền đổi đầu liền chạy đám người đại đầu theo sát phía sau trường sinh chạy trước tiên đi tới khu vực bằng phẳng vội vàng nhìn xung quanh không nhiều không ít, chính là bảy người. Thấy đám người trường sinh đi tới, đám người tam lăng sâm lập tức rời khỏi đống lửa tiến lên đón. Ngay tại lúc song phương tới gần trong căng tấc, trường sinh mũi thở nhỏ run, buông tay rút đào. Trường sinh chương 499 Lấy ít thắng nhiều Lúc này Tam lăng sâm cách trường sinh bất quá ba bước Trường sinh phi thân suốt đao Thẳng tới yết hầu của tam lăng sâm Đồng thời với lúc trường sinh động thủ Đám người đại đầu cũng lộ ra binh khí cận thân tập kích Sở dĩ nói là tập kích mà không phải là đánh lén Chính là bởi vì tất cả mọi người phe mình đều đối diện với địch nhân khởi xướng công kích. Một đao của trường sinh chính là nắm hất ngược lại. Cũng chính là đồng thời với lúc rút đao chém về phía yết hầu của tam lăng sâm. Cửa động này, chỗ tốt lớn nhất chính là sau khi rút đao liền giảm bớt thời gian trở tay. Mặc dù trường sinh rút đao quyết đoán, tam lăng sâm nhưng lại không ngồi chờ chết. Người này là động nguyên tu vi, không thể giả được là tử khí cao thủ Ở thời điểm trường sinh mũi thở nhỏ run Hắn liền phát hiện ra đại sự không ổn Bởi vì phát hiện tương đối sớm Liền có thể hồi thần ứng đối Không chờ Long Uy kéo tới Liền vội vàng nhanh chóng ngửa ra sau Né tránh Cao thủ so chiêu Tháng bại chỉ trong giây lát Trong nháy mắt vùng đào Trường sinh liền phát hiện Tam lăng sâm bắt đầu ngửa ra sau né tránh nếu là mình tiếp tục vùng đao chém ngang một đao kia tất sẽ thất bại nhưng lúc này long uy đại lực huy xuất không cách nào nửa đường biến hóa chiêu thức đổi lại là người khác lúc này tất sẽ ép xuống cổ tay để cho đao phong rời xuống để nhằm vào mục tiêu thứ hai đó chính là không chém vào yết hầu của địch nhân thì chém vào ngực bụng nhưng trường sinh không làm như vậy mà là linh khí gấp quán vào thân đào Tiếp tục đại lực vung trả Nếu như trường sinh lúc này ép xuống cổ tay Sẽ làm cho Đa Phong rời xuống Tam lăng sâm nhất định khẩn trương phi thường Bởi vì hắn mặc dù kịp thời né tránh Tránh khỏi yếu hại Nhưng nếu như trường sinh ép xuống cổ tay Trường đào có ba thành khả năng Sẽ đả thương vào trước ngực Nhưng trường sinh lại làm ra một quyết định ngu xuẩn Trực tiếp đem linh khí rót vào thân đào tăng nhanh tốc độ xuất đào Bởi vì hắn đã ngửa ra sau này tránh Trường sinh lúc này ra tốc đã không dùng được Chính là tốc độ có nhanh hơn nữa Hắn cũng có thể ung dung né qua Sự thật chứng minh Tam lăng sâm phản đoán quả thực vô cùng chuẩn xác Trường sinh gấp vùng Mà ra Long Uy trực tiếp thất bại Long Uy thân đào cách tam lăng sâm ngực bụng Trường ba tấc Tam lăng sâm tránh né thoải mái ung dung có thể nói vô kinh vô hiểm. Chẳng qua, vừa mới tránh thoát một đao gấp vuông mà qua, Tam Lăng Sâm liền biết rõ việc lớn không tốt. Hắn mặc dù chưa bao giờ cùng trường sinh động thủ so chiêu, lại nghe người khác nói qua tình huống của trường sinh. Biết rõ trường sinh am hiểu cận thân cấp công. Những tên tử khí cao thủ, ăn thiệt thòi dưới tay trường sinh, số lượng cũng không ít. Một tên cao thủ Am hiểu cận thân cấp công Thời điểm ra chiêu Làm sao có thể lỡ phán ba tấc Chính là lỡ phán một tấc Cũng hẳn là không có Không chờ Tam Lăng Sâm kịp phản ứng Trường sinh đã cực nhanh xoay người Đồng thời với lúc xoay người Liền chuyển thành hai tay cầm đao Cũng từ thân đao Thôi sinh đao mang Tới khi xoay người Lập tức ra sức bổ xuống Tới lúc này tam lăng sầm mới bừng tỉnh đại ngộ trường sinh tự nghĩ không thể đả thương tới yếu hại liền quyết đoán bỏ qua lần tiến công thứ nhất đem linh khí quán chú vào thân đao chỉ là để rút ngắn khoảng cách chém không chúng sau đó có thêm thời gian xoay người mà lúc này hắn vì né tránh trường sinh lần thứ nhất tiến công đang ở tư thế ngửa ra sau cần phải biết rõ đây là tư thế rất là khó biến chiều Biết rõ không cách nào toàn thân trở ra Tam lăng sâm cũng không muốn ngồi chờ chết Mắt thấy Long Uy gấp bổ xuống Vội vàng đem linh khí Rời xuống hai chân Đạp đất mận lực Nhanh chóng lui về phía sau Tốc độ là ánh sáng Tức thời thấy hiệu quả Tam lăng sâm mặc dù tránh khỏi thân đao long uy Mà trường sinh bổ xuống Lại không thể né tránh Tím nhạt đao mang Thoát ra khỏi thân đao trước ngực dưới bụng Liền chịu lấy đào mang Tử khí cao thủ Khi chịu phải ngoại lực công kích Trong cơ thể linh khí Đều sẽ tự động hộ thể Nhưng bị động phòng ngự Cùng với chủ động tiến công Hoàn toàn không cùng một chuyện Tam lăng sâm hộ thể linh khí Trong nháy mắt bị đào mang đánh cho sơ sát Đào mang sâu dài Dư thế chưa tan Trực tiếp trọng thương ngực bụng của tam lăng sâm đem hắn nệ ngã xuống đất. Mặc dù bị đa mang trọng thương, Tam Lăng Sâm cũng không dám có chút chần chừ Sau khi ngã xuống đất, lập tức hướng bên phải lan lộn. Dùng cách này để tránh né trường sinh theo sát mà bổ sung đào chí mạng. Mắt thấy Tam Lăng Sâm lăn lộn, đồng thời tay chỉ động liên tục. Trường sinh lập tức minh bạch, đối phương nghĩ muốn thi triển pháp thuật. Hắn mặc dù cũng biết pháp thuật lại cũng đã diễn luyện qua Nếu cùng tam lăng xâm đấu pháp Đánh đồng với việc Lấy sở đoàn của mình Đối đầu với sở trường của địch Hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương Cơ hội thi triển pháp thuật Linh khí quán trú vào thân đao Trở tay lại là một đao Lần này Đa mang chừng ba thước dài Tam lăng xâm lăn lộn Liền không thể kịp thời né tránh Eo sườn lại thụ trọng thương trực tiếp thổ ra máu ở thời điểm trường sinh đối chiến với tam lăng sâm đám người đại đầu cũng đang cùng giặc hoa cận thân so đấu trong bảy người địch quân trừ tam lăng sâm còn có ba gã tử khí cao thủ đại đầu lựa chọn đối thủ là một tên giặc hoa thân cao 6 thước bất đồng triều đại chỉ số chiều dài cũng không hoàn toàn tương đồng thời nhà đường 6 thước là tương đương với đại hán Tám thước Tên giặc hoa này thân cao 6 thước Trong đám giặc hoa cũng được xem như là người cao Đại đầu sở dĩ lựa chọn người này làm đối thủ Chính là vì người này vóc dáng rất cao Mà thân hình của hắn thì rất bé Hai tay phân cầm âm dương luân Làm nhiều việc cùng lúc Chuyên công hạ bàn của đối thủ Vóc dáng quá cao thường thường tốc độ phản ứng cũng sẽ không nhanh đối mặt với đại đầu nhanh chóng cướp công tên giặc hoa cao to kia mặc dù trong tay có cầm kiếm nhật trái phong phải ngăn vẫn không thể phòng bị đại đầu làm cho hoa mắt trong chớp mắt gân ở hai chân lên bị đại đầu toàn bộ cắt đứt hai đầu gối của tên giặc hoa bị tổn thương không thể đứng thẳng sau đó liền quỳ dạp xuống đất Đại đầu thừa cơ phi thân mà lên Tay phải âm luôn gấp vùng ra Đem kiếm nhật Trong tay của tên giặc hoa kia chặt đứt Sau đó Dương luôn ở tay trái Liền bổ chiêu Chém mở yết hầu của tên giặc hoa kia Bởi vì giặc hoa so với phe mình Nhiều hơn hai người Ở thời điểm giết chết tên giặc hoa kia Đại đầu không dám chút nào ngừng nghỉ Vội vàng thi xuất tiên nhân khiêu đi tới bên cạnh Dương Nhất. Lúc này, Dương Nhất đang bị hai tên giặc hoa tả hữu giáp công. Đại đầu Huy Vũ âm luân, địch lại một tên trong đó. Còn trở tay, đem Dương Luân ném ra ngoài. Ý đồ đánh lén Tam Lăng Sâm, để cho Trường Sinh tranh thủ thở dốc cơ hội, ép giặc hoa trở về. Tam Lăng Sâm liên tục hai phát trọng thương, đã nguyên khí đại thương, nghĩ muốn bảo toàn tính mạng, chỉ có thể gửi hy vọng ở thi xuất pháp thuật Nhưng trường sinh cũng không có cho hắn cơ hội làm pháp Sau khi đả thương sườn phải Lập tức tay trái chống đất Hoành thân đa xoáy Mắt thấy trường sinh Đá về phía tam dương khôi thủ của bản thân Tam lăng sầm bất đắc dĩ Chỉ có thể gấp đưa tay Thử nghiệm ngăn cản Như vậy chỉ quyết liền không thể bấm nếp Pháp thuật sắp có hiệu quả Trong nháy mắt liền kiếm củi 3 năm thiêu một giờ Mặc dù bỏ qua thi pháp Tam Lăng Sâm cũng không thể ngăn trở Trường sinh toàn lực đá ra một cước Bởi vì chân cảng lực lượng So với cánh tay liền muốn lớn hơn Tranh lệch gấp 2 chỉ có hơn Ngoài ra Tam Lăng Sâm lúc này cũng đã có thương tích trong người Lại vội vàng phòng thủ Mà trường sinh thì ung dung nhất chân Tận sất toàn lực Châu châu đá xe Hậu quả trực tiếp chính là cánh tay phải của tam lăng sâm trong nháy mắt bị đá gãy trong khi đó dương khai lựa chọn đối thủ là một tên nữ giặc hoa kẻ này có cư sơn tu vi cũng không phải là phục bộ hương nại trong bảy tên giặc hoa cũng không có phục bộ hương nại tên nữ giặc hoa này sử dụng binh khí là hai thanh đoản đao thời điểm mới bắt đầu động thủ liền cố hết sức đoạt công Dương khai công phu quyền cước Mặc dù không có nguyện biến nhanh chóng như trường sinh Cũng không có nghiệm bác kiêm tu như thích huyền minh Nhưng cũng có chút lợi hại Đối mặt với tên giặc hoa Cận thân cướp công Dương khai cũng không lựa chọn sử dụng binh khí Mà là tay không đối địch Dương khai sở dĩ tay không đối địch Không thể nghi ngờ là nghĩ muốn thi triển Chu Thiên thần công Hút đi linh khí của đối thủ Chẳng qua nữ giặc hoa thế công năng liệt ác liệt trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn chưa tìm được cơ hội đối thủ của Thích Huyền Minh là một tên giặc hoa Trung niên kẻ này dùng cũng là kiếm nhật cách đánh cũng là con đường khoái công thời điểm xoay người kiếm nhật trả vào phía lục trầm thương của Thích Huyền Minh cơ động của hắn tự nhiên không phải là vì chặt đứt binh khí của Thích Huyền Minh mà là để đẩy ra lục trầm thương đồng thời tới gần thích huyền minh. Tên giả qua này quả thực cũng đạt tới mục đích mà hắn muốn, thuận lợi nhích tới gần thích huyền minh. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới, chính là thích huyền minh am hiểu nhất cũng không phải là thương pháp mà là công phu quyền cước. Thật vất vả vọt tới phụ cận Thích Huyền Minh Không chờ vùng đao tiền công Thích Huyền Minh Liền thi xuất đại lực kim cương trưởng phách xuống chính giữa huyệt bách hội ở đỉnh đầu trong nháy mắt kẻ kia thất khiếu chảy máu ô hô toi mạng sau khi đánh chết đối thủ của mình thích huyền minh trở tay ném lục trầm thương đem tên giặc qua ý đồ đánh lén trường sinh ngăn lại rồi nhanh chóng vọt tới khi quán xong trưởng tay không đối địch được đại đầu cùng thích Huyền minh hiệp phụ trợ lực Trường sinh có thể chuyên tâm công kích Tam Lăng Sâm Lúc này Tam Lăng Sâm bản thân đã bị trọng thương Mà cánh tay phải bị bẻ gãy Thực lực giảm lớn Nhưng trường sinh cũng không dám khinh địch chậm trễ Liền đổi thành cánh tay trái chống đất Vai phải chạm đất Thời điểm xoáy lăn Lại tiếp tục đá đạp Một cước này Liền đá trúng Không nghiêng lệch Chính giữa ót của Tam Lăng Sâm Tam Lăng Sâm kêu lên một tiếng đau đớn lần nữa phun máu mắt thấy tam lăng sâm đã không lực phản kích trường sinh gấp lăn tiến lên tay phải cấp long uy chạm xuống tam lăng sâm trong nháy mắt đầu thân khác biệt Trường sinh chương 500 Không kẻ lọt lưới Lúc này, đám người đầu to đang cùng với giặc hoa còn dư lại Đối chiến chém giết Sau khi chém giết tam lăng sâm Trường sinh không kịp thở dốc hồi thần Vội vàng xoay người đứng dậy Quay đầu nhìn quanh Ngoại trừ tam lăng sâm Địch quân còn có 6 người tham chiến Trong đó, ba kẻ là Tu Vi Cư Sơn Tím nhạt linh khí Hai tên mà đầu to cùng với Thích Huyền Minh Chém giết lúc trước Đều là Lam Đậm Đại Động Lúc này trừ Thích Huyền Minh Đang đối chiến với tên giặc hoa là Lam Động Tu Vi Ba người đầu to Đối thủ đều đang là tử khí cao thủ Bởi vì cái gọi là Thỏ tử Hồ Bi Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Mắt thấy Tam Lăng Sâm bị trường sinh chém giết Bốn tên giặc hoa còn lại Bi phẫn không hiểu chẳng những không sợ chiến chạy trốn Ngược lại tức giận nảy sinh ác độc Kiệt lực cướp công Ý đồ chém giết đám người đại đầu Vì tam lăng sâm chôn cùng Lúc này Dương Khai đã bắt được cánh tay trái của nữ giặc hoa kia Nữ giặc hoa kia vốn đang hai tay đều cầm đoạn đao Lúc này cánh tay trái bị quản chế không thể dùng đao liền dùng tay phải gấp vùng đâm vào Ý đồ bức bách Dương Khai buông tay tự bảo vệ mình Dương Khai thật vất vả mới bắt được cánh tay của đối phương Tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay Chỉ có thể cận thân xê dịch Tránh né đoạn đao mà nữ giặc hoa đâm vào Mắt thấy Dương Khai cực kỳ nguy hiểm Trường sinh lựa chọn đi trước trợ giúp hắn Nhưng vừa đạp địa Vội xông tới Lại phát hiện Thích Huyền Minh Đang tay không nganh chiến với tên giặc hoa dùng đao Có nhiều kinh kỵ liền cầm trong tay Long Uy hướng về phía đó ném mà đi. Ở thời điểm Thích Huyền Minh tiếp được Long Uy, Trường Sinh cũng vọt tới phụ cận của Dương Khai cùng với nữ giặc hoa kia. Hắn am hiểu nhất là cận thân cấp công, đừng nói nữ giặc hoa kia đang bị quản chế tay trái không được tự do, liền để cho nàng ung dung thi triển cũng không phải là đối thủ của Trường Sinh. Đối mặt với nữ giặc hoa Hướng ngực đâm tới đoàn đao Trường sinh cũng không tránh, không né Trực tiếp dựng trưởng thò tay Tiến quân thần tốc Trở tay, đập vào thốn quan xích Trên tay phải của nữ giặc hoa Tên nữ giặc hoa dùng đao kia Bên trong cơ thể linh khí Đang nhanh chóng xói mòn Vốn đã khẩn trương vạn phần Lúc này hai tay toàn bộ bị quản chế Dưới tình thế cấp bách tiền dơ lên chân phải Ý đồ đạp vào đầu gối trái của trường sinh Nhưng trường sinh sớm có phòng bị Vượt lên trước nhấc chân Đem đối phương chân phải vừa mới nâng lên Đạp rơi xuống đất Dư nhất đối thủ Cũng là tử khí cao thủ Sử dụng minh khí là một dài một ngắn Tử mẫu song đao Trường đao đánh xa vung trả Đoàn đao cận thân đâm vào Chiều thức quỷ dị Thế công lăng lệ ác liệt Dư nhất sử dụng hàn nguyệt đao Tuy là thần binh lợi khí Ngành chiến đối thủ cũng là thủ nhiều công ít Cực kỳ nguy hiểm Trước đây Chúng nhân đã từng nhiều lần bị thương Nhiều lần nằm trên giường Trường sinh biết rõ Bị thương sẽ mang tới rất nhiều tai hại Nóng lòng tiến tới viện trợ dư nhất Liền vội thả ra tay phải của đối phương Rồi mãnh công Tam dương khôi thủ của nữ giặc hoa Nữ tử vốn thể lực đã thua xa nam tử có thể lâm trận đối địch tất nhiên có bổ đoạn chi pháp nữ xạ qua này mặc dù hai tay phân biệt bị trường sinh cùng dương khai bắt được phản ứng lại dị thường nhanh chóng mắt thấy trường sinh nắm tay phải đối diện đập tới vội vàng chuyển cổ nghiêng đầu khó khăn lắm né qua một kích trí mạng của trường sinh rồi sau đó mở miệng nghe răng thừa dịp trường sinh trở tay thu tay hướng về phía cổ tay của hắn gia sức cắn xuống. Trường sinh đâu nghĩ tới đối phương sẽ mở miệng cắn người, trước đó chưa từng nghĩ tới, liền không thể đề phòng trước, vội vàng ứng đối, khó tránh khỏi không đủ khả năng. Mặc dù không bị đối phương cắn chặt, nhưng lại bị cắn thương ra thịt, bị đau khiến cho lửa giận công tâm, không hề vùng quyền đánh nệ, mà là thúc dục thuần âm linh khí vào chỗ cổ tay phải của đối phương giống như trước đây bẻ gãy cổ tay của Đông Phương Thần, đem cổ tay của nữ giặc hoa đóng băng đông cứng, rồi sau đó kéo túm phát lực, khiến cánh tay phải kia bị giật xuống. Tục ngữ nói, tay đứt ruột sót trực tiếp không còn một tay, khoan tim kịch liệt đau nhức, khiến cho nữ giặc hoa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trường sinh két nhất là người khác hô to gọi nhỏ, liền buông tha nàng hướng về phía tên giặc hoa đang đối chiến với dư nhất vội sông mà tới đồng thời với lúc sông tới trường sinh trở tay đem cánh tay bị đứt hướng về phía đối phương ném tới thừa dịp đối phương thu đao ngửa ra liền vội sông tới lăng không trở mình nhấc chân phản đạp không nghiêng lệch chính giữa trước ngực đối thủ được trường sinh tương trợ dư nhất áp lực chợt giảm thừa dịp đối thủ trước ngực trúng cướp lảo đảo lùi về phía sau liền đệ bước lên trước vùng đào cấp chạm. Tên giặc qua này dùng là tử mẫu song đào, mắt thấy hàn mang đối diện kéo tới, gấp ra trưởng đào, bình lưỡi, phong ngăn. Người này sử dụng kiếm nhật tuy là tinh cương chế tạo nhưng không thể cùng với hàn nguyệt đào chống lại. Sau một tiếng giòn vàng trực tiếp bị hàn nguyệt đào chém đứt ở giữa. Chẳng qua kẻ này là cư sơn tu vi Binh khí cũng có linh khí bám vào Dư nhất mặc dù đem trường đao chặt đứt Thế nhưng Hàn Nguyệt Đao cũng bị thân đao của đối phương Bắn ngược quay về Một kích không thể kiến công Dư nhất vội vàng phát lực ổn định thân đao Sau đó phi thân lại chạm tiếp Lúc này Tên giặc hoa kia trong tay Chỉ còn lại đoàn đao Mắt thấy không thể dùng binh khí phong ngăn Chỉ có thể động thân ngửa ra sau Ý đồ dùng tư thế thiết bản kiểu né qua đao phong người này phản ứng cũng coi như nhanh chóng đối mặt với đao phong chạm hướng thượng bàn ngửa ra sau né tránh coi như cách làm chính xác nhưng cũng không thể toại nguyện thân hình vừa mới thẳng tắp ngửa ra sau liền bị trường sinh nhấc chân ngược chiều kim đồng hồ đá trúng sau lưng tên giả qua này lúc này đã dùng hết chiêu thức biết rõ trường sinh đã xoáy nhấc chân là để đem bản thân hướng về phía đao phong chém tới. Cũng đã vô lực biến chiêu, chỉ có thể bị động thẳng thân, chơ mắt nhìn vào vòng hàn quang từ dưới cổ lướt qua. Bang trợ dư nhất diệt trừ đối thủ, trường sinh âm thầm thở nhẹ. Nhưng một cái thở nhẹ còn chưa xong, liền phát hiện đại đầu cũng đang thân tại hiểm cảnh. Đối phương kinh kỵ âm dương luôn của hắn có thể tự quay xoáy cắt. Liền không cùng hắn cận thân so đấu Mà là lấy ra các loại ám khí tùy thân mang theo Ném về phía đại đầu Trường sinh không phải lần đầu tiên Cùng với giặc hoa giao đấu Biết rõ giặc hoa sử dụng ám khí Đều sẽ tẩm kịch độc Mặc dù đại đầu âm dương luôn Hợp hai làm một Có thể biến thành tầm thuẫn để sử dụng Thế nhưng tầm thuẫn Thân hình cũng không lớn Chỉ có thể che khuất yếu hại Bảo hộ không được toàn thân ở thời điểm trường sinh hướng đại đầu ở phía đông bắc sông tới dư nhất cũng hướng về phía dương khai vọt tới nữ giặc hoa kia mặc dù đã mất đi một cánh tay lại cũng không buông thà chúng cự vô cùng có khả năng chó cùng dứt rộng sử dụng ra thủ đoạn phi thường cùng với dương khai đồng quy vô tận nghe được phía sau truyền đến âm thanh xé gió tên giặc hoa đang ném ám khí vội vàng nghiêng người nhìn lại mắt thấy trường sinh vội sông mà đến nhíu mày liền trở tay hướng về phía hắn ném ra một thanh thập tự độc tiêu ở thời điểm đối phương đưa tay trường sinh liền đoán ra được đối phương muốn phóng ra ám khí chỗ tốt lớn nhất của liệu sự trước chính là có thể có thời gian ứng đối lúc này hắn nếu như lướt ngang né tránh độc tiêu nhất định sẽ không thể đả thương hắn nhưng trường sinh biết rõ Đêm dài lắm mộng Vì mau chóng kết thúc chiến đấu Liền không lướt ngang nè tránh Mà là nghiêng người ngã xuống đất Gấp lăn về phía trước Trường sinh dùng chiêu này Chính là chiêu Lư đả cổn Mà người trong giang hồ nói qua Bởi vì tư thế quá khó coi Trên thân sẽ dính vào buồn đất Người tự trọng thân phận Thông thường sẽ không dùng chiêu này kỳ thực trường sinh cũng có thể kề sát đất lướt ngang Không cần tới chiêu này Nhưng hắn vẫn như trước lựa chọn lại lư đả cột Thứ nhất, chiêu lại lư đả cột Có thể né qua yếu hại, tương đối an toàn Thứ hai, chiêu này có thể ở lúc né tránh Đồng thời tiến gần hơn đối với đối thủ Dễ dàng tiếp đó tiến hành nhanh chóng phản kích Lùi một vạn bước mà nói coi như không cần lại lư đả cột trường sinh cũng có thể đánh thắng đối phương nhưng hắn vẫn không muốn khinh địch không thể bởi vì chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay liền khinh địch chủ quan cần phải biết rõ hết thảy trước khi kết thúc đều có biến số không kể đối mặt với đối thủ như thế nào đều phải tận suất toàn lực nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào đối phương cũng không nghĩ tới trường sinh sẽ thi xuất lại lư đà cuộn đợi tới lúc kịp phản ứng trường sinh đã lăn tới phụ cận sau đó chống tay nhấc chân liên hoàn hai cước đều trúng vào dưới bụng đối với người khác nhìn thì trường sinh cử động này chính là tuyệt đối không theo lẽ thường kỳ thực lời này cũng chính là sai lầm làm gì có ai quy định đối phương nhất định cần phải theo lẽ thường ra chiều đại bộ phận con người khi chịu thiệt đều do đối phương ra chiêu không theo lẽ thường đều tự cho là đúng cho rằng đối phương kế tiếp nhất định sẽ làm như thế nào lại không để mắt tới đối phương là người thiện biến hóa sự tình gì cũng có thể làm ra được nghĩ muốn ăn ít thiệt thòi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh sát đề phòng khả năng xuất hiện các loại không hợp tình lý không hợp logic đột phát ngoài ý muốn Tên giặc hoa phóng ra am khí Chính vì tự cho là đúng Đã bỏ ra đại giới vô cùng nghiêm trọng Bị trứng sinh đá trúng dưới bụng Theo bản năng lảo đảo Lui về phía sau Mà chờ đợi hắn Chính là âm dương song luân Mà đầu to trước đó đã xoay người ném ra Một chúng sau lưng Một chúng phần gáy Tên giặc hoa kia Phía sau lưng thụ địch Ở thời điểm âm dưng luân song tới lào đảo lui về phía sau Rồi ngã đụng đánh ra phía trước Trường sinh ở sau lưng phát lực Động thân đứng lên Sau đó phản chân đá đạp Đem tên giặc hoa gần chết kia Hướng về phía đầu to đạp tới Đầu to ở thời điểm chém giết giặc hoa Một tiếng kêu thảm thiết của nữ giặc hoa Cũng từ phía tây truyền đến Sau đó còn có tiếng nộ hống Của Thích Huyền Minh Muốn đi không dễ dàng như vậy. Trường sinh, chương 501, ba cái vòng hồng. Nghe được nộ hống của Thích Huyền Minh, trường sinh xoay người quay đầu. Chỉ thấy tên giặc hoa duy nhất đang cầm lấy một quả hỏa khí lớn bằng quả trứng gà ném về phía mặt đất. Sau đó, mượn sương mù mà hỏa khí gây ra, biến mất thân hình. Mặc dù không thấy thân ảnh của đối phương, Thích Huyền Minh lại biết rõ địch nhân đang ở phụ cận. Long Uy xoay người gấp múa, vòng công từ phía. Đầu to lúc này cũng đã rảnh tay mà đến. Bởi vì Long Uy so với Lục Trầm Thương muốn ngắn hơn rất nhiều. E sợ sẽ khiến cho tên giặc hoa ẩn thân May mắn đào thoát Lập tức nhún vai vông tay Âm dương song luôn đồng thời rời tay Bay nhanh mà ra Ở bên ngoài phạm vi mà tích huyền minh múa đao Rồi vòng bay Mắt thấy âm luôn Xoay ngược chiều kim đồng hồ bay ngược Hơi có chỉ trệ Thích huyền minh lập tức xác định vị trí của đối thủ Phi thân suốt đào Thò tay đâm thẳng kèm theo một tiếng kêu đau thảm thiết tên giặc hoa ẩn thân ở trước ngực đã trùng đào miệng phun ra mò tươi đồng thời hiện ra thân hình đầu to thu hồi âm sương xong luôn đồng thời với lúc đó thích việt minh cũng rút ra long uy tên giặc hoa kia liền ngã ngửa ra sau rồi thổ huyết bỏ mình giặc hoa lúc này đã tận diệt chiến sự liền kết thúc thích việt minh trở tay đem long uy ném trả cho trường sinh Xoay người đi trách hướng Tây Cầm lấy thanh lục trầm thương Mà hắn trước đó đã ném ra E sợ có giặc hoa Còn chưa chết hết Dư nhất liền cầm hàn nguyện đao trong tay Từng cái xác kiểm tra Ở thời điểm trường sinh cảnh giác nhìn quanh Đại đầu cùng dương khai bắt đầu lục soát Thi thể của những tên giặc hoa ngã chết Vàng bạc cũng chỉ là thứ phụ Chủ yếu là những tên này rất có thể tùy thân mang theo đồ vật trọng yếu khác. Bởi vì 5 người sát phạt quyết đoán, phối hợp ăn ý. Chiến sự trước đó liền chỉ kéo dài nửa nền hương. Lúc này, đống lửa trong chàng còn đang thiêu đốt, xung quanh ánh sáng cũng coi như sung túc. Vị trí chỗ của giặc hoa là ở một khu vực bằng phẳng giữa sườn núi. Hẳn là quảng trường của thành cổ bỏ hoang Lớn nhỏ ước chừng 10 trượng vuông Ở phía chính bắc của quảng trường Có một sơn động Xác thực nói Là thạch thất mà người ta đào bới Nhìn quanh không thấy có dị thường Trường sinh liền bước về phía thạch thất này Thạch thất cũng không lớn Bên trong rất là trống trải Trừ những đệm chăn cùng với một ít đồ ăn Mà giặc hoa tùy thân mang theo Cũng không thấy những vật khác Đội trường sinh kiểm tra xong đệm chăn của giặc hoa đi ra thạch thất. Đại đầu liền từ các nơi sông tới. Phật phẩm tùy thân của giặc hoa cũng đã bị lật ra. Ngoại trừ ám khí cùng với chút ít vàng bạc cũng không có những vật khác. Thế nhưng trên thi thể của Tam Lăng Sâm lại nhảy ra khá nhiều đồ vật. Trong đó có la bàn định vị cùng với một ít pháp khí cần thiết khi làm pháp ngoài ra còn có một tấm bản đồ mà tấm bản đồ này chính là đồ vật mà dương khai nghĩ muốn tìm nếu như không phải vì tìm kiếm tấm bản đồ có khả năng tồn tại này hắn sẽ không cùng với đại đầu cùng một chỗ lục soát thi thể dương khai đi tới bên người trường sinh đem tấm địa đồ lục soát từ thi thể của tam lăng sâm đưa ra thấy dương khai cao mày trường sinh thôi miệng hỏi làm sao vậy Trước khi tới đây Bọn họ đã từng đi qua địa phương khác Dương Khai mở miệng nói Trường sinh nghe vậy Đột nhiên nhíu mày Vội vàng tiếp nhận lấy địa đồ Trải ra xem xét Phần địa đồ này trong tay Xác thực cũng giống như Long mạch diễn giải đồ phổ Đối với việc giặc hoa Ở trong tay Có một tấm long mạch diễn giải đồ phổ Trường sinh cũng không có cảm giác ngoài ý muốn nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là trên địa đồ có ba khu vực bị người ta dùng bút hồng vẽ lên hắn là đạo sĩ đối với màu sắc của chu sa cũng không có xa lạ gì trên địa đồ có ba cái vòng hồng đều là dùng chu sa viết lên mà tam lăng sâm là một tên pháp sư khi làm pháp sẽ dùng tới chu sa bởi vậy có thể thấy được ba vòng hồng này đều là do tam lăng sâm vẽ lên ba cái vòng hồng này Thứ tự là Thìn Long nằm ở trách đông hướng đông nam Mão Thỏ ở hướng chính đông Cùng với xỉu nghiêu mà chúng nhân lúc này Ở hướng đông bắc Trường sinh xem địa đồ Đám người đầu to cũng ở phụ cận Cũng đều thấy trên địa đồ có ba cái vòng hồng Tất cả mọi người đều là mệnh quan triều đình Biết rõ vòng hồng có nghĩa là cầu quyết trên địa đồ xuất hiện ba cái vòng hồng Rất có thể là ba địa phương này Đám người Tam Lăng Sâm trước đó đã đều đi qua Lo lắng trường sinh sẽ ưu tâm gấp gáp Đại đầu liền mở miệng nói ra Địa chi nơi đây khẳng định là vẫn còn Nhưng bọn hắn cũng vẽ lên vòng Bởi vậy có thể thấy được Mấy địa phương này bọn hắn khả năng chỉ là đi qua Cũng chưa có giết chết địa chi Trường sinh dẫn rao ràng lời này của đại đầu là an ủi chiếm đa số liền lắc đầu nói ra không thể lừa mình dối người vòng hồng ý vị như thế nào chúng ta rất rõ ràng cần phải biết rõ mấy mấy chỗ địa phương cách nhau rất xa mặc dù đi tới một vòng cũng cần thời gian rất lâu bọn họ không có khả năng đi mà quay lại trường sinh nói xong dương khai mở miệng tiếp lời vương gia nói là sự thật nhưng đại đầu nói cũng hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Cần phải biết rằng, địa chi tu vi tinh thâm, trừ khi chúng nó suy yếu nhất rồi thừa dịp tấn công, bằng không rất khó tổn thương tới chúng nó. Đợi Dương Khai nói xong, Dương Nhất mở miệng. Địa chi tu vi cao hơn, cũng chung quy không phải là bất tử chi thân. Nếu chỉ có bảy tên giặc hoa ở trước mắt, khẳng định không phải là đối thủ của địa chi Thế nhưng nếu như mấy đại gia tộc sau khi đi tới trung thổ cùng một chỗ động thủ Địa chi có thể chịu đựng hay không liền khó mà nói Hơn nữa các người có phát hiện ra không Chỗ đông nam của Thìn Long là ở vào khu vực sang hoài mà tôn nho khống chế Mà chỗ của Mão Thỏ chính là phạm vi thế lực của Chu Toàn Trung Bởi vậy có thể thấy được bọn họ rất có thể là từ dưới lên trên một đường hướng bắc tìm kiếm dư nhất nói có đạo lý trường sinh gật đầu ngày đó chúng ta cấp đoạt đội thuyền đi về phía đông vào biển điều hổ về rừng cũng không lâu lắm thất đại gia tộc của giặc hoa liền đi thuyền hồi viện thông qua thời gian để phán đoán sự tình phát sinh thất đại gia tộc cách ra ngoài cũng không xa nếu như phân tán ở các nơi bọn họ không có khả năng gấp trở về nhanh như vậy Vương ra Ý của ngài là Đại đầu ngẩn mặt lên hỏi Trường sinh nói Ý của ta Là trước đây Thất đại gia tộc cùng với Tam Lăng Sâm Rất có thể là kết bạn đồng hành Trước kia Chúng ta từng tại Thư Châu Giao thủ cùng với một gia tộc Trận chiến kia chúng ta Đánh vô cùng hung hiểm Không thể giả được chính là thắng hiểm nếu như thất đại gia tộc còn dư lại Cùng với đám người tam lăng sâm Cùng một chỗ vây công địa chi Địa chi rất có thể cũng chịu không được Trường sinh nói xong Tất cả mọi người không có tiếp lời Mặc dù tất cả mọi người không muốn tin tưởng Có hai địa chi đã bị giặc hoa diệt đi Nhưng sự thật liền bày ra trước mắt Khiến cho chúng nhân không thể tự lừa mình dối người Chầm mặc một lát Đại đầu chỉ về phía địa đồ mở miệng nói ra Vâng ra Ở giữa đoạn đường từ Mão Thỏ tới Xỉu Nghiêu Còn có dần hổ Địa chi này bọn họ làm sao lại nhảy qua Được lời nhắc nhở của đại đầu Trường sinh lúc này mới chú ý tới Một chi tiết Chúng nhân trước mắt là đang ở Đông Bắc Trách Bắc Mà dần hổ vị trí là ở Đông Bắc Trách Đông Thế nhưng nơi ở của địa chi này Tam Lăng Sâm cũng không có dùng vòng hồng để vẽ lên có phải hay không là đường xa quá mức xa xôi Dư nhất thuộc miệng nói Trường sinh không có tiếp lời Vị trí của dân hổ Quả thực dị thường xa xôi Đã rời khỏi cương vực của đại đường Ở vào bán đảo Tân La Hướng Đông Bắc Tân La là nước phụ thuộc của đại đường Chẳng qua những năm gần đây Cùng với việc Đại đường quốc lực suy yếu Tân La đã không còn đến chiều cống Trầm ngâm sau đó Trường sinh mở miệng nói ra Bọn họ khả năng nghĩ Thời điểm trở về sẽ thuận đường đem dần hổ diệt đi Chúng nhân không rõ ràng cho lắm Nhao nhao nhìn lại Trường sinh đưa tay chỉ vào địa đồ mở miệng nói Lúc này thất đại gia tộc đang hồi viện buồn quốc Bọn họ có thể là nghĩ Trên đường trở về thì đi đường vòng Trên đường biển đi tới Tân La Nghe được lời của trường sinh lại nhìn vị trí trên địa đồ chúng nhân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tất cả đều gật đầu vâng ra nếu như mất đi mấy địa chi đối với quốc vận đại đường có ảnh hưởng hay không đại đầu hỏi khẳng định là có trường sinh nói ta trước đây tại tây vực đại mạc đã gặp qua dậu kê cũng cùng hắn ngắn ngủi trò chuyện theo như lời của nó địa chi tự thân cũng không thể quyết định quốc vận Chúng nó cần cảm ứng dân tâm Mà có thể ảnh hưởng tới quốc vận Kỳ thực Chân chính quyết định tới quốc vận Còn là dân tâm Nhưng nếu như địa trí mất đi Chính là cả khu vực đó Dù dân tâm ủng hộ triều đình như thế nào Cũng không thể kéo dài quốc vận Đại đầu nghe vậy liên tục gật đầu Tôn Nho cùng Chu Tán Trung Rất có thể cũng biết tới điều này Vì vậy bọn họ mới có thể trước tiên Trừ đi địa trí trên địa bàn của bản thân. Trường Sinh nói, cũng có khả năng là bởi vì bọn hắn phản loạn, dẫn tới dân tâm ở cảnh nội quay lưng với triều đình, bởi vậy khiến cho thực lực của địa chi bị giảm lớn, uể oải suy yếu. Vì vậy giặc oa mới có thể có thời cơ lợi dụng. Trường Sinh nói xong, tất cả mọi người cũng không có tiếp lời. Sau khi trầm mặc, đại đầu liền mở miệng hỏi, vương gia hiện tại làm thế nào căn cứ thời gian suy đoán bọn họ hiện tại hà là đang trên đường trở về chúng ta có muốn chạy tới tân la bảo hộ dân hổ hay không trường sinh thở dài thật vất vả tới một chuyến trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý rồi nói sau Trường sinh chương 502 Phản bội quên lãng Trường sinh nói xong Đám người đại đầu nhao nhao quay đầu nhìn xung quanh Trước đây Phe mình cùng với giặc hoa kịch liệt đánh nhau Nhưng xỉu nghiêu trong truyền thuyết Lại không có lộ diện Địa chi không phải là âm hồn quỷ mị Các người chính là đeo huyết linh châu Cũng không nhìn thấy nó Trường sinh thôi miệng nói ra Vâng ra nếu không chúng ta chia nhau đi tìm Đại đầu mở miệng hỏi Đừng có cấp để ta suy nghĩ Trường sinh khoát tay Nơi này thành cổ bỏ hoang Cũng không chỉ có quảng trường Chúng nhân trước mắt Ở vào ngọn núi này Tùy ý có thể thấy được Gạch vỡ tường đổ Bởi vậy có thể thấy Nơi đây trước kia Là một tòa thành trì quy mô rất lớn Đầu to biết rõ Trường sinh đang lo lắng tới an toàn của bọn hắn Liền mở miệng nói Vâng ra không có chuyện Nó nếu quả thật núp trong bóng tối Nhất định chứng kiến chúng ta giết sạc hoa Liền là người ngu cũng hẳn là biết Chúng ta tới đây là bảo hộ cho nó Người xác định Nó biết rõ giặc hoa tới Là tổn thương nó hay sao Đại đầu thuận miệng nói ra Việc này có thể cũng không nhất định Dù sao Giặc qua đi tới nơi này Cũng không có lập tức động thủ Trường sinh đi tới bên cạnh đống lửa Từ một khối đá xanh ngồi xuống Các người đều nói Xỉu nghiêu vì sao Chậm chạp lại không có độ diễn Trước đây giặc qua để tiện cho sởi ấm Đã chuyển tới không ít đá xanh hình vuông Đặt ở bên cạnh đống lửa Lúc này giặc qua đã chết hết Đám người đại đầu Liền tu hú sẵn tổ vây ngồi xuống bên cạnh đống lửa đại đầu trước tiên mở miệng tình huống trước mắt cũng không rõ địch ta không phân nó có phải hay không muốn nhìn chút tình huống rồi lại nói quả thực cũng có loại khả năng này trường sinh gật đầu đám gia quan này đã trắng trợn từ trong núi nhóm lửa nói lên bọn họ cũng không có ý định ẩn giấu hành tung không ẩn giấu hành tung nhưng lại không sợ xỉu nghiêu tới đánh lén bọn họ về phần giặc hoa vì cái gì không sợ xỉu nghiêu đánh lén Khả năng này liền có Trong đó có một khả năng Chính là bọn hắn biết rõ Xỉu nghiêu khi còn chưa có thăm dò được tình huống cụ thể Tạm thời sẽ không hướng bọn hắn động thủ Còn có một loại khả năng Chính là vị trí bọn hắn nhóm lửa Đã vừa ra khỏi phạm vi hoạt động của địa chi Thích phải mình nói ra Loại khả năng này cũng coi như có Trường sinh gật đầu Địa đồ nhỏ như vậy Mặc dù đánh dấu tinh chuẩn tới mức nào Chính xác tới mức nào Thì sai sót tới 10 dặm Cũng rất là bình thường Trường sinh nói xong Dương Khai tiếp lời Những tên giặc hoa mà chúng ta giết ở Thẩm Châu Cùng với những tên giặc hoa nơi này Ước định trước canh ba chạy tới đây Đã ước định canh giờ cụ thể như vậy Đã nói lên Giặc hoa đối với Sỉu Nghiêu Cũng có chút hiểu rõ ít nhất biết rõ giờ nào là nó suy yếu nhất. Dương Khai nói tới chỗ này, hơi chút dừng lại. Đợi đám người trường sinh trước sau gần đầu mới tiếp tục nói. Tên nữ giặc hoa giả trang dư nhất vốn là cùng với giặc hoa nơi đây đồng hành. Sau khi đi tới nơi này, nữ giặc hoa kia lại trở về gọi người tới, mang theo một kiện binh khí có thể tổn thương tới địa chi. Cần phải biết rõ đại bản doanh của giặc hoa Thế nhưng là ở khu vực Giang Hoài Thứ nhất Một lần trở về Cần không ít thời gian Nếu như không phải xác định Kiện binh khí kia Có thể tổn thương tới địa chi Bọn họ sẽ không lao lực Tốn thời gian đi lại buôn tàu Ý của người Là bọn hắn đi tới nơi này Liền nhìn thấy địa chi Đối với nó có thêm tỉ mỉ xác thực hiểu rõ Dương Nhất hỏi Đúng Ta chính là ý này Dương Khai gật đầu Bọn họ trước đây Ta biết rõ Địa chi là xỉu nghiêu Trước khi khỏi hành Chắc hẳn cũng đã làm một chút ít chuẩn bị Nhưng đi tới nơi này Là phát hiện xỉu nghiêu tình huống có chút vượt quá dự liệu Và bọn họ chuẩn bị trước đó Cũng không đầy đủ Vì vậy bọn họ mới có thể tạm thời phái người trở về Tìm người giả mạo chúng ta Đồng thời mang theo kiện binh khí kia nói có lý trường sinh gật đầu kỳ thực năm người phe mình mỗi người đều có suy nghĩ độc lập cùng với năng lực lãnh tịnh phán đoán tùy tiện lôi ra một người đều có thể một mình đảm đương một phía sở dĩ ngồi vây quanh trò chuyện cũng không phải là vô kế khả thi mà là tiếp thu ý kiến đền bù chải vuốt đầu mối ý của ta là chúng ta không cần tìm kiếm khắp nơi trước tiên nghỉ ngơi một đêm rồi tính tiếp Dương Khai nói Hai đám giặc hoa đã ước định trước canh ba tới nơi này hội hợp Tự nhiên nghĩ là buổi tối hôm nay động thủ Bởi vậy có thể thấy được Canh giờ đêm nay chính là thời điểm xỉu nghiêu suy yếu nhất Ở thời điểm suy yếu nhất tùy tiện tới gần cũng không sáng suốt Thời điểm này mà tới gần nó Nó sẽ hoài nghi chúng ta có động cơ tới gần Hơn nữa Lúc này nó rất có thể đã trốn đi Cùng với nó tốn thời gian phí lực tìm kiếm Chẳng bằng trực tiếp ngủ lấy một đêm Đợi qua đêm nay Nó trở về cường đại Thì chúng ta lại thử nghiệm cùng nó tiếp xúc Đến khi đó Nó tự nhiên biết rõ Chúng ta cũng không có ác ý Chúng ta cũng không cần thiết lãng phí miệng lưỡi Hương nó biểu đạt thiện ý Cứ làm như vậy đi Đêm nay chúng ta cũng không đi đâu cả liền ở trong sơn động Nghỉ ngơi Trường sinh liền đồng ý Sau đó huyết gió Triệu hoán hát công tử ở dưới núi Bạch cô nương một mực Ở chỗ gần xoay quanh Xác định chúng nhân đêm nay muốn ở chỗ này Đại đầu liền lên tiếng gọi nó theo Để con chim của ngươi Đem chút thi thể của giặc hoa Trở đi nơi khác Thích Quyền Minh nói ra Đối với Thích Quyền Minh Sưng hô kim điêu của mình là chim to Đai đầu cảm thấy không tình nguyện Nó còn nhỏ Chở không nổi Để lừa của ngươi đưa đi Trên đời vô na sự Chỉ sợ hữu tâm nhân Thích huyền minh bất đắc sĩ giải thích Những người này Đều là bị chúng ta giết chết Nếu như gặp phải đối thủ cẩn thận Thông qua quan sát vết thương trên thi thể liền có thể đoán ra được Thói quen ra chiêu Cùng với cách ra chiêu của chúng ta để đảm bảo không sơ hở tí nào Vẫn là ném tới nơi khác Mặc dù biết rõ Thích Huyền Minh nói Xác thực có đạo lý Đại đầu miệng vẫn không nhàn rỗi Chúng ta giết người nhiều hơn Cũng không phải Chỉ là chút tên này Ở thời điểm ký lân chấn Còn giết tới 6-700 tên đây Cũng không có thấy giặc qua nào Thăm dò chiêu thức của ta Thấy đại đầu càng quẩy Thích Huyền Minh có chút cấp bách như này làm sao mà giống nhau Kỳ lân chấn đều là chút ô hợp Trước mắt những tên này Lại là những cao thủ có thể trình diện đối chiến với chúng ta Vết thương trên người đá bọn hắn Không chờ thích với mình nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Nơi đây ban đêm rét lạnh Người đi tìm chút ít củi khô đến Đại đầu để cho bạch cô nương đem những thi thể này mang đi Đã phân phó xong công sự Hắc công tử lúc này cũng đã mang theo ba con hãn huyết bảo mã từ dưới núi chạy tới. Trường sinh cùng với Dương Khai và Dương Nhất đem đệm chăn mang theo, Tháo xuống, chuyển về phía thạch thất ở phía bắc. Đệm chăn của đám người Tam Lăng Sâm vẫn còn đang ở trong thạch thất. Chán ghét giặc hoa, vốn lấy oán trả ơn. Mấy người liền đem đệm chăn của bọn chúng chuyển ra ném vào trong đống lửa. Thời điểm cầm lấy đệm chăn của giặc hoa Trường sinh lại phát hiện ra một cái quyền vở rất nhỏ Trong chúng nhân phe mình Chỉ có hắn am hiểu hoa ngữ Tiện tay lật xem Phát hiện là một cuốn nhật ký Lắng bên trong Có manh mối giá trị Trường sinh liền không đem cuốn sách này Hủy đi Mà là tiện tay đặt sang một bên Bởi vì trước khi khởi hành Đã ở trong khách sạn ăn cơm Lúc này chúng nhân liền không cảm thấy đói bụng Đợi sau khi nước đốt nóng liền riêng phần mình uống lấy một chút Rồi sau đó chồng chất đại lượng củi lên trên đống lửa Rồi tiến nhập thạch thất nằm nghỉ ngơi Trường sinh cũng không để cho người gác đêm Tọa kỵ của mọi người đều ở bên ngoài Thật sự có tình huống gì ngoài ý muốn Chúng nó cũng sẽ lên tiếng báo động Thích mình cùng dư nhất Mặc dù không khỏi ăn mặn Sát phạt quyết đoán Hướng Phật chi tâm lại chưa từng chậm trễ dao động. Phạm là tình huống cho phép cũng sẽ đả tọa niệm kinh. Chẳng qua bọn họ đều là mặc niệm cũng không có phát ra âm thanh. Đại đầu cùng Dương Khai nằm xuống rất nhanh liền đi ngủ. Bốn người trước đó từ Hàn Trung nhanh chóng chạy tới Thẩm Châu. Mấy ngày liền buôn ba đều đã quể hoài vô cùng. Trường sinh đặt đệm chăn phương vị là ở hướng Tây Bắc cách bốn người khá xa Chăn nệm sở dĩ đặt ở nơi này Chủ yếu là thấy rõ tình huống bên ngoài thạch thất Ngoài ra cũng là để tránh cho đám người đại đầu phát hiện ra dị thường Mặc dù đã bọc thêm vỏ chăn Nhưng trên đệm chăn vẫn sẽ còn sót lại hoa lan hương khí trên người trưng mặt Sau khi nằm xuống Trường sinh cầm lấy bản nhật ký kia đọc qua Cuốn nhật ký này lúc đầu vốn thuộc về Nữ giặc hoa sử dụng song đao Nhật ký là viết vào 4 năm trước Tuy là viết bằng hoa ngữ Thế nhưng lại viết về sự tình của đại đường Nguyên lai like người này cũng là Hoa quốc phải đi đại đường làm đường xứ Nhật ký mặc dù là viết từ 4 năm trước Người này thời gian tới trung thổ Cũng không chỉ có 4 năm Cũng không phải là mỗi ngày đều viết Mà là có chuyện liền viết không có chuyện liền không viết Cũng không phải là đơn thuần Viết những điều mình nhớ Mà là sẽ phát ra những cảm khái ngẫu nhiên Trường sinh vào ban ngày Đã từng nghỉ ngơi qua một lát Lúc này cũng không quá buồn ngủ Liền tiện tay lật xem cuốn nhật ký kia Hắn đối với những việc riêng tư của nữ giáo quan này Cũng không có hứng thú Chỉ là cảm thấy kỳ quái Đường xứ Là suy nghĩ như thế nào về đại đường trong nhật ký ghi chép Sự tình rất là hỗn tạp Thường xuyên chủ yếu có hai chuyện Một là người này ở đại đường kiến thức đủ loại cùng với cảm thụ Hai là Đối với cung bản Thái Lan Là người trong lòng nàng Có tưởng niệm Người đông doanh Vốn là hỗn huyết hậu duệ Của hoa quốc thổ dân Cùng với người tần Mà từ phúc mang qua Điểm này không thể nghi ngờ Trung thổ nhân sĩ nhiều dùng từ bá trọng thúc quý theo thứ tự là anh em trai để đại biểu những người trong nhà mà người đông doanh cũng có thói quen này. Nhưng bọn hắn dùng là Thái Lang, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang. Trên thực tế, dân gian thời tần cũng có xưng hô con lớn nhất là Đại Lang. Mà người đông doanh từ Thái Lang cùng với Đại Lang thật ra là cùng một ý tứ. Thậm chí hai từ này phát âm đều là đồng dạng 4 năm trước Chính là thời kỳ hoàng sao phản loạn Nữ giáo qua này trong nhật ký còn biểu hiện ra lo lắng Nhìn ra được Nàng đối với đại đường Vẫn có cảm tính rất sâu Dù sao Đường xứ đi tới trung thổ Cũng sẽ được triều đình đại đường Phát cho chút ít tiền bạc phụ cấp sinh hoạt Chẳng qua Là tới sau này Nữ giả qua đối với đại đường thái độ liền sinh ra biến hóa vi diệu dần dần từ lo lắng chuyển biến thành lạnh lùng sở dĩ sinh ra loại biến hóa này là một tên bạn tốt gọi là cúc tử của nàng cùng với nàng có giảng thuyết một chút đạo lý đại khái ý tứ là đại đường sở dĩ tiếp nhận đường sứ mà đông doanh phái tới cũng không xuất phát từ đại nghĩa nhân từ mà là để hướng đường sứ phái tới quán thâu tư tưởng đại đường là quân Đông Doanh là thần Cũng thông qua các nàng Đem loại tư tưởng này Mang về Đông Doanh Dùng cách này để vĩnh viễn nô dịch Đông Doanh Tới cuối cùng Nữ gia qua này Ý tưởng càng phát ra cực đoan Không còn mang ơn đội nghĩa Mà bắt đầu căm hận đại đường Khiến cho trường sinh giờ khóc giờ cười nhất Chính là nữ gia qua này Vẫn liệt kê rất nhiều cái Lại chính là sự thật Dùng cách này để chứng minh không phải là tâm tình của mình phát sinh biến hóa Mà là ngay từ đầu Đại đường liền không có hảo tâm Cái tên Đông Doanh gọi là Cung Bản Thái Lan Cũng tao ngộ đồng dạ Mới đầu nữ gia qua này Trong nhật ký thường xuyên đề cập tới Cung Bản Thái Lan Là trọng tình như thế nào Đối với nàng tốt tới như thế nào Nhưng sau đó Bạn tốt của nàng Cúc Tử có cho nàng giới thiệu một tên Là Hữu Điền Đông Doanh Lãng Nhân hữu điền sau khi xuất hiện nữ sa qua ở trong nhật ký càng ít đề cập tới cung bản thái lan về sau liền di tình biệt luyến cải thành tưởng niệm hữu điền trong nhật ký cũng càng ngày ghi chép càng nhiều đủ loại lời nói và hành động của hữu điền khiến cho nàng cảm động đồng thời cũng so sánh hữu điền với cung bản thái lan trường sinh càng xem càng tức giận nữ sa qua này vong ân phụ nghĩa di tình biệt luyến thì cũng thôi đi Điều đáng hận nhất Chính là nàng vậy mà cho Hành động của mình Tìm được rất nhiều lý do cùng lấy cớ Chẳng qua nghĩ lại Trường sinh cũng liền không có tức giận Bởi vì không chỉ nữ gia quan này Mà đại bộ phận người kỳ thực cũng là như vậy Ở thời điểm lừa mình dối người Đều sẽ tìm kiếm đủ loại lý do